trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Đại quân, nhớ chào tay, chào. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phụ trì con cháu Việt Nam là hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta là do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tươi cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tinh Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liền, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Sơn biến toàn dân tham chiến, đồng một lòng nước liên kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếc nơi hy sinh. Oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sông dân thờ, voi hùng chết để cầm ngà cùng thiên xa bay, nhưng ra niệm chấm dứt. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và quý đồng nhiệm an tọa. Kính chào quý mời quý vị an tọa. Chúc quý vị một ngày thật là bình yên và bình an. Mời quý vị cùng chúng tôi nghe bài nhạc. Mời viên nước. Mười năm qua anh phiêu bạt sương gió,
tim anh biết hỏi phương nào. Đời lanh đanh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nơi nhiệm trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng sông, núi rừng ơi hợp tâu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nghiệp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ hãy sông núi đời chờ. Kính chào tới ngủ cùng tất cả các chư vị. Kính mời quý vị cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho đảng Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia, sẽ được đối xử tử tế.
Lạy đấng tối cao thượng đế trời Phật của hồng thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang trường cũ, mỗi nhà được an hưởng thấy bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thét cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện. Hôm nay quý vị khỏe không? À, cái máy hôm nay có vẻ như là có vấn đề gì đó, nhưng mà không vấn đề gì làm khó khăn chúng tôi được. Ok. Cả là bao nhiêu phút mà nó không bao giờ hiện được lên cái máy thứ hai của chúng tôi, cho nên là chúng tôi không nhìn thấy quý vị vô trong đây, mà chúng tôi chỉ thấy được cái con số lên cả mấy chục người này, mà chúng tôi không thấy tên quý vị tại vì nó không có lên. Don't worry đâu chuyện đó. Ok, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chia sẻ một vài vấn đề vô cùng thật là quan trọng mà bấy lâu nay mình nghĩ rằng là mình chỉ nói mà không có chủ đề, không có cái reference, cái chứng nhận chứng minh, sorry quý vị nha, bởi vì cho mình quý vị, xin quý vị cho mình một giải khắc, cái máy bữa này nó too slow down, cho nên bỗng nhiên là cái máy thứ hai của mình đang làm việc thì nó lại gặp vấn đề như thế đó. Ok. Rồi. Tôi nói mà không có cái thứ gì chứng minh à, để chứng minh. Ok, không có cái thứ gì mà làm khó được chúng tôi. Đặc biệt là Francis, không có cái thứ gì làm khó Francis được. Ok, kính thưa quý vị. Quý vị đã nhận diện ra mình, đúng không? Tôi nói đây, tôi nói cho tất cả những người mà không tự cho mình, không tự quyết định để mình vào công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi dùng cái danh từ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa vốn chúng tôi muốn nó có từng giai đoạn đời. Thời thứ nhất là thời của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, nó có những cái bối cảnh của đời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Tới thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, nó có cái bối cảnh của thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ tới cái thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, nó có cái bối cảnh của nó. Để phân chia ra cho quốc dân Việt Nam tường tận nắm từng giai đoạn một, rồi đến khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, lá cờ vàng tung bay trên hai miền đất nước, chúng ta chỉ còn là Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Nhớ nhận diện cái điều đó. Quý vị đừng có đặt cái câu hỏi tại sao lại có Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam Cộng Hòa như thế đó, chia rẽ ranh giới như thế đó. Không, không phải chia rẽ. Vốn khẳng định từng thời gian có những cái tôi, cái riêng biệt của những thời gian đó để cho quốc dân dễ nhớ. Giống cũng như thời
Đinh Lê Lý Trần Lê tương tự như thế thôi. Chẳng có cái gì cả. Chúng ta đừng nên bao giờ nhìn hòa tử bề vẽ cái răng dơ ra về đó rồi lung tung rồi quên đi cái tư duy là quyết tâm giải thể tạo quyền cộng sản, đúng không? Thứ hai, thật sự hôm nay chúng tôi nói tới một cái đặc tính, cái cá tính, cái đặc tính và cái tôi của từng con người Việt Nam chúng ta, nhưng mà không riêng tất cả con người Việt Nam, nhưng mà ở đây tôi muốn nói là đặc biệt những con người có trách nhiệm với thời cuộc, với đất nước, tức là các nhà khô bản. Thật sự hôm nay chúng tôi nghiệm ra thấy những con người học cao hiểu rộng là những con người đã phá tan nát của quốc gia và đem cái tai ương đến cho quốc gia dân tộc, là cũng bởi những con người khô bản mà nên, chứ không phải là những con người mà quốc dân bình thường, quốc dân của Việt Nam mà gây nên cái tai ương nữa đâu. Cho nên quý vị không thể tự nhiên hay ngẫu nhiên tách rời mình ra như là một nhân vật quan trọng, khác biệt và đối lập với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, đang vì dân và cho dân mà cả thế giới đang ngưỡng mộ, nhất là công quyền, chính quyền của Hoa Kỳ và quốc tế về chiến lược và chiến thuật của Đức Quốc Công Tổng thống Ngài Đào Minh Quân. Nếu xưa kia có Tổng thống Ronald Reagan dứt sập chế độ cộng sản quốc tế ra làm sao, thì ngày nay Đức Quốc Công Tổng thống Ngài Đào Minh Quân đang buộc Việt Cộng và Tàu Cộng đầu hàng, cũng tương tự như thế. Nếu tư duy của quý vị không hài lòng cái điều đó, tôi xin hỏi quý vị có chiến thuật không? Quý vị có chiến lược không? Quý vị có cái kế sách gì không? Nêu lên xem thử. Những cái gì mà quý vị nghĩ ngày hôm nay là biết bao nhiêu các khô bản người Việt Nam đã nghĩ ra rồi, nhưng không bao giờ làm được điều gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái tư duy của những người học cao hiểu rộng, phải nói là cái tôi nó lớn kinh hồn. Và con người vô cùng nhạy cảm khi có một người nào mà đã kích tới mình một cái đó, về nhà trùm chăn rên hì hì, rồi là khẩu chiến bút chiến mà thôi, chẳng biết gì hơn nữa. Càng học cao hiểu rộng thì càng là xé đất nước, xé tư duy của người quốc gia dân tộc của nó ra từng mảnh một. Bữa nay tôi không phải là trách móc gì mà tôi nêu lên, bởi vì tôi suy nghĩ ra tôi cảm thấy thật sự các ông khô bản đáng trách nhất và có tội với quốc gia dân tộc. Xin phép. Cái tôi, cái cá tính ích kỷ thiếu nhận thức của mình trong cái đại cuộc, quý vị cho mình là bắt đầu có được trong tay muôn vàng hiểu biết, nên quý vị tự tách mình rời khỏi cái trách nhiệm. Nhưng khi nhìn lại cái bối cảnh giải thể tà quyền cộng sản vô cùng khó khăn rồi, so sánh với cái tầng hiểu biết của mình không bằng một đom đóm lửa của con đom đóm, xin lỗi, rồi nhận thức mình đã rời quá xa cái tập thể tổ chức của chính phủ và tự lấy làm thẹn lòng và tự rào đường quay lại. Người ta nói người hiểu biết có tâm thức nhẹ nhàng có thể suy chuyển lại cuộc đời. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy những người hiểu biết có thật sự quý vị qua đang đặt. Khi quý vị đã thấy là mình không còn là có khả năng quay trở lại cái điểm ban đầu nữa, là tự nhiên đi chuyến tàu suốt ra không gian như thế đó, cô đơn lạnh lẽo rồi chết cô đơn cô độc, rồi bỏ đi cái trách nhiệm của đất nước. Người hiểu biết, người trí thức là rương cổ cổ non sông, chứ không phải là tự làm kiếm miếng ăn cho phì gia phì thân mà còn chưa xong nữa là khác. Như thế đó. Nhưng ngày hôm nay tôi lại may mắn nhận ra thêm một điều quan trọng nữa của quý vị, là quý vị quá hèn nhát. Quá hèn nhát. Thiếu kém hiểu biết về chiến trường quốc tế rụt rè và mất tư duy khuynh hướng đấu tranh, cho dù quý vị rất muốn giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam, nhưng ngược lại quý vị lại không biết phải bắt đầu từ điểm nào.
qua làm sao để thành công. Đấy, nhiều lắm. Cái tình trạng này nó rất là nhiều khắp nơi trên thế giới. Bây giờ quý vị hỏi thử, kể cả quý vị hỏi đảng viên Đảng Cộng sản, quý vị đảng viên Cộng sản ơi, quý vị có muốn thay đổi không? Hoặc là quốc dân Việt Nam có muốn thay đổi Đảng Cộng sản không? Hỏi là hỏi tất cả các nhà trí thức ở trên thế giới, người Việt Nam trên thế giới có muốn thay đổi Đảng Cộng sản? Họ nói muốn chứ, đưa tay đưa chân lên. Họ tất cả đều đồng lòng muốn. Nhưng cái tư duy của họ mới chỗ đang trách. Họ không bao giờ chấp nhận những người khác dưới chức vụ cao hơn mình và bước trước hơn mình. Cái chỗ đó mà tên Hồ Chí Minh chỉ cần gửi một tên Lê Dũng thôi vào miền Nam, dứt sắc miền Nam tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 là chỗ đó. Bởi vì tên Lê Dũng biết được cái tư duy của các nhà khô bản của miền Nam. Họ biết được cái chìa khóa chỗ đó. Lê Dũng biết được cái chìa khóa mở cái tư duy của các nhà khô bản ở miền Nam trong thời đó. Chỉ còn đã kích cái nhà khô bản của miền Nam thôi là các nhà khô bản đó bỗng nhiên xách quần xách áo chạy vô cục R và quay lại dứt sắc hai nền đệ nhất đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Thấy không? Một tên lưu manh như là tên Lê Dũng thôi mà có khả năng là bóp chẹt hết các nhà hiểu biết của miền Nam. Bởi vì Lê Dũng biết được cái điểm yếu của những cái con nhà học thức của miền Nam. Mà thời xưa lúc đó đó nha, chẳng phải là xưa hơn đâu. Mà có người nói cái bọn trí thức không xứng đáng, không bằng cục phân nữa. Không bằng cục phân nữa. Là bởi vì cái chỗ đó. Để cho một tên lao cá như Lê Dũng nó xuống đó, nó xiềng, nó xổ mũi hết tất cả các nhà trí thức ở miền Nam. Nó dắt vô trong cục y rồi nó xiềng trở lại như thế này. Rồi có kẻ tắt thở, có kẻ là rén gồng mình tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, rồi chạy tị nạn qua bên Pháp cùng với chúng tôi là giật bơ thừa sữa cặn để mà ăn, giật bơ thừa sữa cặn của chúng tôi để mà ăn, để mà sinh sống. Đó là cái bộ trí thức. Thật sự rất là đau buồn. Mà ngược lại quý vị lại không biết là cái bắt đầu từ đêm nào. Cái chỗ mà khi hỏi là ai cũng muốn rằng muốn giải thể toàn quyền cộng sản, muốn lập chính phủ chánh đảng, nhưng mà không biết phải bắt đầu từ cái lúc nào và không biết làm sao để có thể thành công. Đấy. Rồi là xỏ mũi từng người tuổi trẻ. Các một khi mà một ông giáo sư nào đứng lên nói thì có muôn ngàn cái lỗ tai của tuổi trẻ nó chú cú ý nó nghe để chi, để nó dân thân. Nhưng mà các vị giáo sư tiến sĩ nói chuyện nó giống như là một cái bài thơ nghe hay thôi, tới đó là hết, nghe chỉ hay thôi. Nhưng cuối cùng không có mục đích, rồi không có cái chiến lược, không có chiến thuật, không có khả năng gì hơn nữa. Kể cả các ông diễn giả, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ đó cũng không bao giờ biết được là phải bắt đầu từ điểm nào, mà chỉ lên chỉ nói cái tôi thôi. Cha mẹ tôi sinh ra rồi từ lúc này tới ngày tôi học lên, tôi lấy kỹ sư tiến sĩ thần học như thế tao đó hết thôi, chứ chưa bao giờ biết được rằng sẽ bắt đầu từ chỗ nào mới có thể là gom tụ được các vị đại hùng để gom lại một mối và giải thể tàu quyền cộng sản mà không can qua chương trình. Họ không bao giờ biết. Đến tới ngày hôm nay, những cái tầng lớp đã chết gần sạch hết rồi. Bây giờ chỉ còn một vài người thôi. Chứ còn là tướng tá rồi. Bây giờ chỉ còn quý thôi. Tá hầu như chỉ còn một vài người thôn tốt mà thôi. Bây giờ chết sạch. Tôi nói những cái điều này bởi vì tôi cảm thấy oan ức cho trong một thời mà chúng tôi lắng tai nghe của các vị đó. Chúng tôi đi theo các vị đó. Cuối cùng các vị đó lọt xuống đường hầm tới cái ngõ cụt. Chúng tôi bị lọt theo, làm mất đi cả một khoảng thời gian của cuộc đời thanh tuổi trẻ của chúng tôi. Đi theo cái đó, quên đi cái sự nghiệp cá nhân của mình, đi theo những cái con người đó cuối cùng tới ngõ cụt. Họ chết trước hết trơn, gần như chúng tôi gần như chết sau như không. Bây giờ chúng tôi sớm mà nhận diện ra những con người đó thật sự đang chết. Tôi đi từ Đông Phương đến Tây Phương, đi từ là Nam Cực lên tới Bắc Cực, tới ngày hôm nay nơi nào chúng tôi cũng có dân thân để mà xem xét cái tình hình của người Việt quốc gia đối với cái tình huống của đất nước như thế nào.
Nói không thôi. Tôi sinh ngày đó tháng đó tôi học lên, tôi tốt nghiệp tiến sĩ đại học là xong xuôi đến tới ngày hôm nay rồi, tôi đã chăm cầu. Và tương tự như các ông học giả học sĩ khác cũng tương tự như thế đó. Chẳng có mang được một cái ích lợi gì hay là khắc ghi gì cho tuổi trẻ để mai sau nó tiếp tục nó dẫn theo cái con đường đó cả. Không bao giờ có. Chưa hết. Nhưng mà ai mà đối động tới những con người đó là sao? Họ khẩu chiên bụp chiên, họ đập, họ dập tơ tả, họ lá cành hết. Rồi tuổi trẻ bây giờ nó gần như cũng tương tự như thế đó. Chẳng có một người nào có khả năng là ngồi chung với một người nào cả. Trong cuộc họp mà nếu có cái ông tiến sĩ A thì sẽ không có ông tiến sĩ B, ông giáo sư B đến họp. Hễ có mà ông tướng B thì sẽ không có ông tướng C tới cuộc họp. Nó lạ lùng cái chỗ đó, đau thương nhất là cái khúc đó đó. Chứ không phải là cộng sản nó xé xét dân tộc Việt Nam ở trong nước. Mà đau thương con người quốc gia cùng lý tưởng với nhau mà không bao giờ có khả năng là ngồi lại một ngôi. Mỗi một con người một thái cực riêng biệt thì làm sao mà có khả năng ngồi lại làm cái gì, nói cái gì được. Đau thương chứ. Là một công dân Việt Nam bây giờ, kể cả quý vị ở trong diễn đàn của tôi, thì tôi hỏi quý vị, nếu mà hỏi đúng giờ lúc ngọt tình ngọt nghĩa với nhau đó, quý vị rất là thích muốn giải thể tài quyền cộng sản. Nhưng mà quý vị một vì lý do nào đó ghét Francis này, nói không, tôi không muốn giải thể tài quyền cộng sản. Nhưng mà khi trở về nhà nói mình phải tìm cái cách nào đó mình giải thể tài quyền cộng sản, nhưng mà không muốn cho Francis đi theo cái kiểu đó, đúng không? Cái kiểu đó quý vị, kiểu quý vị hỏi cộng sản Việt Nam, các ông cũng muốn thay đổi chế độ của ông không? Muốn, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà ghét ông Francis, ghét ông đó, ông nói nhiều hơn tôi là tôi ghét rồi. Không cần ông làm gì, ông nói hàng ngày có nhiều người ủng hộ ông là tôi ghét rồi. Cái kiểu đó đó. Cho nên Lê Dũng vào miền Nam bởi lệnh tên gián điệp Hồ Chí Minh gửi Lê Dũng vào miền Nam, xích động hết sổ mũi hết tất cả các con nhà ý thức ở trong miền Nam Việt Nam, dẫn dục nó có cái rồi nào là tiến sĩ bác sĩ thần học và cha sư giáo sĩ vô trong đó xuyên trở lại hết. Học một bài học đích đen mấy cái tôi cái ghét. Nói thẳng câu, cái tôi của người Việt Nam mình đáng ghét. Quý vị hãy tự ghét mình đi. Cho chính mình vì cái hèn, cái thiếu quyết tâm và trách nhiệm. Những hạng người như thế, chỉ muốn được người phục vụ thôi chứ. Chứ không phải để nhận trách nhiệm phục vụ vì dân, vì dân tộc đâu. Mấy người đâu lên làm là chức vụ to, chức vụ lớn thì chỉ là được muốn cho quốc dân phục vụ thôi, chứ không phải là phục vụ cho quốc dân. Ở trong, ở tại nước ngoài, thật là đáng buồn, những nhà trí thức, các quý vị nhìn thấy là cái nơi mà thành trì chống cộng sản ở tại Cali. Bây giờ, phía ta chống phía mình. Những bộ trí thức như Phan Kỳ Nhân ngon cố câu kết với cái tên Việt Giang Bùi Phát để mà chấp nhận kết quả bầu cử gian lận. Cái tên Bùi Phát đáng là cái tên chạy theo để được cái ăn bã, ăn cái miếng bã dư thừa của bọn cộng sản. Mình nghĩ rằng là những bọn cái trí thức đó qua bên đó ắt hẳn học cao hiểu rộng sẽ nhận diện ra những cái gì còn nên làm, những cái gì mà có thể cắt bỏ đi lấy cái dư bù hòa của thiếu. Nhưng mà không ngờ những cái con người đó chỉ là qua đó là muốn cái bã của mình quan trọng nhất thôi, theo cái bã, hứng cái bã đó mà ăn phì da ra. Vì thế hôm nay tôi xin cho quý vị nghe, bởi vì Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc ở bên Hoa Kỳ đã nhận diện ra những cái con người như Phan Kỳ Nhân. Đây là bài thơ của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc gửi ra Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lấy lại tất tổ, không làm khổ dân, văn phòng thường trực PO Box 2807 Anaheim, Cali 92814, với số điện thoại là 760-523-3011 và 949-529-092. Đó, số điện thoại để cho quý vị gọi là reference point,
để cho quý vị, nếu quý vị cảm thấy không vừa lòng, quý vị cảm thấy rằng Francis ở đâu tốt, ở Bắc Âu mà không biết cái gì ở Cali, thì quý vị gọi điện thoại qua đó, sẽ có người phép xác minh để có người trả lời cho quý vị nếu quý vị còn thắc mắc. Thông báo phẩm cấp 3, Phan Kỳ Nhân ngon cô câu kết với tên Việt Giang Bùi Phát để chấp nhận kết quả bầu cử gian lận. Thấy không? Đã gian lận từ trong nước ra tới nước ngoài, tới đâu học lên cái bằng cấp là sẽ bớt đi gian lận, mà học lên bằng cấp cao chừng nào thì gian lận thâm độc chừng đấy. Xin phép gì nói cái này mà không uống nước mới thấy lạ. Hoa Kỳ ngày 2 tháng 8 năm 2018, trong cái lúc đó đó, kính thưa đồng bào và quý đồng nghiệp, sau khi ra thông cáo hủy bỏ kết quả bầu cử cộng đồng Nam Cali năm 2018, chúng tôi lại được đồng bào cho hay tin Bùi Phát đã mưu mô cùng tên Phan Kỳ Nhân làm lễ tuyên thệ cho y sớm hơn do e ngại sự chống đối của dân chúng. Thật là vô liêm sỉ. Bầu cử muốn ứng cử phải núp lén tiền thệ. Tên Bùi Phát và Phan Kỳ Nhân còn mưu mô mời nghị sĩ Janet Nghiên chứng kiến lễ tiền thệ cho Bùi Phát. Một cái nhục của người Việt Nam tị nạn cộng sản. Chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Sài thời sẽ tiến hành các thủ tục truy tố nếu có bằng chứng Janet Nghiên câu kết với Việt Giang. Rồi, bà nghị sĩ, nghị viên này là cũng dính vô trong đó luôn rồi. Và cho dù hai bên, hai tên Bùi Phát và Phan Kỳ Nhân có mưu toan thay đổi địa điểm hay thời gian làm lễ tuyên thệ để tránh bị ngăn chặn, thì chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời cũng sẽ bác bỏ các nghi thức gian lận này. Quý vị thấy cái quyền hạn của Đức Quốc Công Tổng thống đồng quân của chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời không? Nếu xét thấy tên Bùi Phát và Phan Kỳ Nhân tạo thành cái băng nhóm câu kết nhau để phát hội, phá hoại tinh thần dân chủ và an ninh của cộng đồng bằng cách to rập nhau tạo ra một cuộc bầu cử gian lận hầu giúp cho Việt Cộng, Việt Giang Cộng sản có cơ hội công khai xâm nhập cộng đồng, thì chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời xin đồng bào cho phép. Chúng tôi yêu cầu nhân viên công lực Hoa Kỳ can thiệp nếu có bằng chứng hai tên này có hành vi trái pháp luật sẽ bị bắt giam tức khắc. Thấy chưa? Đức Quốc Công Tổng thống ngày hôm nay được tòa án cho phép, ngài được bổ nhiệm tất cả các đặc quyền, cái đặc sứ khắp nơi trên thế giới để mà tịch thu tài sản của những bên tên Việt Giang, Việt Cộng và Tàu Cộng. Và kể cả ngày hôm nay, Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân đưa quyền ra lệnh cho công lực của Hoa Kỳ bắt nhốt những cái tên lừa đảo này. Thấy chưa? Quý vị nhìn thấy Đức Quốc Công Tổng thống Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Hòa có uy quyền từ chỗ đó. Bởi vì quý vị không thừa nhận, bởi vì quý vị chẳng qua lại quý vị không chấp nhận mình để cho ông Francis này lên đi nói quá nhiều hơn mình, quý vị, bởi quý vị khó chịu chút đó thôi. Chứ thật sự nếu quý vị ngồi yên lặng, quý vị nhìn thấy quý vị cũng có trách nhiệm và Francis này cũng có trách nhiệm, thì quý vị sẽ hài hòa và quý vị sẽ nhận diện ra Đức Quốc Công có khả năng là truy tố những cái con người mà gian lận này, được quyền bổ nhiệm tất cả các đại sứ khắp nơi trên thế giới để truy lùng tài sản của những bọn phi pháp mà được trách tòa của Liên bang Môi trường quốc tế vừa qua ngày 14 tháng 4 năm 2021 đã ra lệnh. Quý vị nên nhớ, tòa án lập ra không phải chỉ xử sự hai con trâu ăn lúa đâu. Lý do chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm Thời quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử ban đại diện cộng đồng Nam Cali năm 2018 dựa vào 3 yếu tố sau. 1. Cộng đồng người Việt chúng ta trên toàn thế giới nói chung và tại Nam Cali nói riêng là những người Việt Nam tị nạn cộng sản, nên không thể chấp nhận một bầu cử có sự tham gia của thành phần Việt Giang Tây Sa Việt Cộng như tên Bùi Phát là người đã công khai móc nối liên lạc với Việt Cộng sản Việt Nam, nên không có tư cách
để ứng cử. Cái tên Bùi Phát này thật sự là một cái nhục nhã. Trước đó một tiếng đồng hồ, tên này mang cà la vạt có cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu dương biểu tình ở dưới đường phố. Khi nghe tập đoàn cộng sản nó đang dọn những cái bã dư thừa của xã hội trên cái bàn, thì tên này lật đật là lột cái cà la vạt màu cờ sắc áo của Việt Nam Cộng Hòa ra, là chạy thốt lên trên lầu 2, lầu 3 gì đó, ngồi trước trên cái bàn của có cái lá cờ cờ máu cộng sản cắm ở trên đó. Một cái nhục cái tên Bùi Phát. Những cái thứ đó chỉ là đang ăn, chạy theo ăn bã người ta thôi, làm gì biết được cái nhục đó. Đất nước Hoa Kỳ là nơi sinh ra biết bao nhiêu anh cuộc, anh kiệt, nhưng cũng biết bao nhiêu cái bọc ép bá lưu manh nó cũng sinh ra từ trên đó. Cho nên người ta mới nói là đất nước, thành phố Cali là một cái thành phố gió tanh mưa máu, mà những con bộ cán bộ xã ấp ở trên đó, là điều đó đúng. Có nhiều người hỏi tại sao ông Francis lại nói câu đó, bởi vì còn cái danh từ nào hơn để cho tôi diễn tả số người trên đó và những con người mà tự cho mình học thức học giả học sĩ học xét gì đó. Xin lỗi, thứ đó ông bằng văn. Vị nào cảm thấy khó chịu muốn kiện Francis này thì cứ kiện đi. Francis này sẵn sàng đi theo hội, và một ngày đó Francis này sẽ chỉ cho cái người nào mà nói câu đó. Tôi chẳng qua lặp lại thôi. Kể cả cái ông chánh án khắp nơi trên thế giới cũng biết được ai nói câu đó mà. Mà câu đó là cái câu rất là tốt, cần thiết để răn đe những cái con người mà tự cho mình là học giả học sĩ. Hai, theo tố cáo của cử tri thì số người tham gia bỏ phiếu trên 10.000 người, nhưng tổng số phiếu được công bố chỉ có là 4 triệu. Nói xin lỗi, 10.000 người và số công phiếu công bố chỉ có là 4 triệu phiếu, mà không đưa ra cái số phiếu bất hợp lệ là có gian lận. Thấy không? Thật sự đọc tới mấy cái khúc này tự nhiên mình thấy họ dựa vào cái tình huống của đất nước của Mỹ họ gian lận, thì bây giờ người Việt Nam lại bắt chước mọc ra cái đuôi gian lận kế tiếp nè. Thật sự cái khốn cùng nhất của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay phải chịu đựng là thật sự là không bút mực nào diễn tả nổi. Biết chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời rất mong đồng bào giúp làm sáng tỏ bằng cách cho chúng tôi biết những âm mưu thủ đoạn liên quan đến cái tên Bùi Phát tại hộp thư chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời PO Box 2807 Anaheim Cali 92814. Quý vị dùng, nếu quý vị vì quốc gia dân tộc tích cực thêm lên, có những cái tin tức gì nên gửi thư tới Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc theo địa chỉ trên PO Box 2807 Anaheim Cali 92814. Có nhiều điều mà quý vị trở thành là một chiến sĩ anh hùng lắm, chứ không cần phải là mang áo chiến y chỉ, mang cái súng chỉ ra chiến trường mới là chiến sĩ đâu. Xin nhắc lại, sau khi Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ra thông báo khẩn cấp này, mọi tuyên bố của Phan Kỳ Nhân về kết quả bầu cử hay đứng ra tổ chức cho tên Bùi Phát tuyên thệ là cố tình gian lận, coi thường cộng đồng và bất chấp luật pháp. Để xem tên Phan Kỳ Nhân và tên Bùi Phát thật sự mình không hiểu cái tư duy, cái nhục nhã của họ. Họ cất ở đâu công nhận giỏi kỹ thật, họ không biết cái nhục là gì. Thật sự họ cất cái nhục nhã đó, họ gói rất là nhiều ở trong trong cái
cái túi nào mà kể cả là không có cái máy móc nào kiểm tra được nổi, cho nên là họ ngang nhiên tự tại. Mới đó một vài phút thời gian là họ mang cờ vàng và sọc đỏ xuống đá đảo, rồi sau đó một vài phút thời gian sau là họ ngầu trước mặt cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng để mà ăn tiệc với lại bọn Tây Sa của Cộng sản Việt Nam. Thật sự vô cùng nhục nhã thở cái tên Phan Bùi Phép. Theo luật pháp của Hoa Kỳ, bất kỳ ai giúp đỡ móc nối với các tội phạm Việt Nam, Việt Giang, Cộng sản đều can tội đồng lõa. Để xem kỳ này, Đức Quốc Công sẽ tốn hết tất cả những con cá để được vào trong một cái mẻ lưới của ngài. Một cái nhục cũ của người Việt quốc gia thật sự là bể đông không sao rửa nổi rồi. Mưa thu nắng hạ cũng không thể xóa nhỏ luôn. Trân trọng thông báo, thưa lệnh Thủ tướng, thưa ủy nhiệm Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc Đại tá Trần Tân Lập, ân ký. Nhìn cái mặt của cái tên Phan Kỳ Nhân này với lại cái lá cờ đỏ, lá cờ máu. Thật sự mình không biết phải dùng một danh từ nào để diễn tả những con người đó. Xin thưa quý vị, tôi muốn nhắc lại cho quý vị cái câu hỏi đặt ra là tại sao quốc dân ủng hộ ngài Đức Quốc Công? Khi mà chúng tôi giả dạng là một người bình thường để hỏi mỗi thành phần ngoài xã hội người Việt quốc gia rằng các anh có muốn chế độ cộng sản thay đổi không? Khi chúng tôi có dịp vào tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Oslo này, chúng tôi cũng giả vờ để hỏi câu giấy tờ nhiều quá, vậy các cô làm việc ở đây các cô muốn có sự thay đổi nào nhẹ nhàng hơn không? Họ đều trả lời một câu là rất muốn thay đổi, nhưng mà họ không bao giờ biết làm cách nào cả. Nhưng mà những cái bọn làm trong tòa đại sứ của cộng sản thì không nói làm gì, mà những con người tự cho mình là trí thức ở ngoài xã hội đây nè, khi ngồi hỏi họ nói chuyện nghe hay lắm. Họ nói tao nói như là suối reo vậy đó. Họ diễn tả cái gì nghe thấy cũng đẹp, nhưng mà cuối cùng họ chỉ nói về họ thôi. Và họ muốn giải thể tàu quyền cộng sản, muốn tổ chức một cái gì đó, họ chưa bao giờ biết hoặc có khả năng biết phải bắt đầu từ lúc nào và để cho nó được thành công. Nhưng mà hỏi tại sao anh không gia nhập vào chính phủ hay là vào cái đảng phái của người Việt quốc gia để mà củng cố nhân lực và trí lực trong đó? Thì họ nói, tôi ghét thằng A, tôi ghét ông B, tôi ghét ông đó, thế này ghét, toàn là ghét không. Cái tôi đang ghét của mình, cái tôi đang ghét của mình, cái anh giúp đi cái tôi của mình đi. Nói trực diện giống như Tập đoàn Cộng sản, nó nói, chúng tôi rất là muốn thay đổi cái chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cá nhân của chúng tôi không biết phải bắt đầu từ điểm nào, không biết bắt đầu từ điểm nào. Quà để cho thành công cả. Cái cả đảng viên đảng Cộng sản nó còn nói điều đó mà. Còn người Việt quốc gia thì sao? Gầm con chuột lên cái là muốn trộn với nhau gì là nhiều nhất thôi. Ai chết mà kể cái kiểu đó đó. Nhưng người Việt Nam ở Cali họ kiện với nhau, họ kiện một cách mà nhục nhã. Kiện xong rồi ra ông tòa khỏi cái búa xuống cái cục. Mình nhìn thấy người nào cũng chạy ra cũng đưa hai ngón tay như thế này. Đưa hai ngón tay lên cũng là người nào cũng cho mình là chiến thắng. Người Cộng sản, quý vị cho rằng người Cộng sản u mê u dốt mà nó đứng nó vỗ tay. Nó vỗ tay gì, nó nói là đó, người Việt quốc gia chẳng bao giờ hiểu cái ốc giáp gì cả. Làm chúng tôi phải mang cái nhục, một cái nhục lên. Khi mà thành Cali đã được củng cố lại, chúng tôi ở khắp nơi trên thế giới cứ nghĩ rằng là
Cali là một cái căn cứ của Việt Nam Cộng Hòa, là cộng sản bất khả xâm phạm. Còn có để cái câu là nơi đây là cấm người cộng sản vào mà. Mình nghe mình thời đó mình còn là thời còn sinh viên đi học, mình nghe cái câu đó mình khói lắm. Đó, có được một cái thành trì trong cộng sản tự do ở nước ngoài để mình gửi gắm cái niềm tin. Nhưng cuối cùng nơi đó ngày hôm nay thì làm gì? Cờ đỏ ngôi sao vàng nó mặc nó đi ngơ ngơ ra ngoài đường, rồi nó ngồi ở trong cà phê cà phở, rồi nó ngồi nó ăn, nó bạch ngực ra cầu vàng bạch sắc đỏ. Không hẳn nó ngồi xã hội mà nó còn treo ngay ở trong văn phòng làm việc của chúng nó, lá cờ đỏ máu của cộng sản treo lên đó nó làm việc. Người Việt quốc gia làm gì? Hỏi thử mấy ông ở tại Cali, mấy ông làm gì về cái vấn đề đó? Nó treo ngay trong văn phòng làm việc của nó, lá cờ đỏ một số vàng nó làm việc. Người cộng sản biết cái tôi của người Việt quốc gia mà tôi mới vừa kể trên, cái tôi đáng ghét. Mà chỉ cần là một vài bà đi cấy ruộng thôi cũng có khả năng xổ mũi được những con nhà trí thức của miền Nam Việt Nam ngày xưa. Và kể cả ngay bây giờ, chừng một vài con ca sĩ ở trong nước thôi, nó ra tới nước ngoài nó quậy tan nát những cái nhà gọi là cô bạn trí thức trong cộng ở nước ngoài, nó quậy tan nát hết. Quậy đến đâu mà ở nước Na Uy của chúng tôi, trên 24.000 người Việt tị nạn ở tại nước Na Uy không có khả năng thành lập nên cái hội người Việt tị nạn hay là một cái cộng đồng của người Việt. Bởi vì lâu lâu nó gửi qua chừng một cô ca sĩ hay một thần ca sĩ nào qua đó là tất cả người quốc dân ở đây phải cúi đầu hết. Tôi dùng cái chữ tất cả là tại sao cho đến tới ngày hôm nay người Việt Nam ở tại Âu Châu này, nói chung nói riêng là tại Na Uy này, không có khả năng đứng lên để thành lập một cái hội đoàn vững chắc để không bị tập đoàn cộng sản tìm cách trà trộn vô. Và dựa vào đó chúng ta có thể là hướng dẫn con em sau này để biết thế nào cộng sản, thế nào là quốc gia. Nhưng mà thành lập lên không đâu. Bởi vì cái tư duy mỗi một con người là một cái thái cực riêng biệt. Không ông nào chấp nhận ngồi với ông nào cả. Lâu lâu tôi đi ngao du ra trên cái thành phố, thủ đô Oslo. Nhìn thấy ông A và B khi mà thấy tôi đi cùng đường là họ tìm cách là chơi một cái số yeah qua bên bờ lề khác. Bởi vì sao? Bởi vì ngày nào tôi cũng lên đây tôi chia sẻ, tôi nói thẳng tới cái mục đích của họ là yêu hèn. Có nhiều người chưa bao giờ đi đến tới nước Mỹ, chưa bao giờ biết ngài Đức Quốc công tổng thống Đặng Quân là ai, mà cũng làm dốc làm phách lên trên diễn đàn nói về Đức Quốc công tổng thống Đặng Quân những cái điều tiêu cực. Họ nói theo cái gì? Cái tư duy giống như là người ta nói con khỉ. The monkey see, the monkey do. Hãy thấy người ta nói cái gì là đắp trước nói. Để chi? Để cho người khác nhận diện cho mình là cũng biết về chính trị, cũng biết về ngài Đức Quốc công tổng thống Đặng Quân rồi v.v. như vậy đó. Cái khó khăn đau khổ của quốc dân Việt Nam ngày hôm nay chưa hẳn hoàn toàn bởi vì tập đoàn cộng sản, mà bởi vì những cái thứ mà gọi là học giả học sĩ người Việt quốc gia này tạo nên cái điều kiện cho tập đoàn cộng sản nó hài tẩu, nó hành hạ quốc dân Việt Nam ngày hôm nay. Thật sự là vô cùng đáng thương tâm. Cái đặc tính của dân tộc Việt Nam mình luôn có một cái tư duy hai mặt. Từ thời Đinh Lê Ly Trần Lê Nguyên, dân tộc Việt Nam mình luôn bắt đầu về cái bề một bề mặt rối tơi bờ của một bức tranh thiêu, phàn nàn chê trách và tự nghen ngẫm, và dùng rất nhiều thời gian mới tìm ra cái được cái bề mặt long lanh bông bậy của vấn đề. Hầu như có thể là xảy ra một cuộc đấu đá lẫn nhau thì lúc đó họ mới nhận diện ra vấn đề.
Còn ngay trước tiên đầu họ đem cái tôi của họ đến trước các bạn. Đó cũng là cái cá tính ngạo mạn có xung khắc, tự mãn cái có hiện tại và không tự tin cái tương lai mà nên. Cái hại nhất là các nhà khô bèn, là rường cột của đất nước. Nhưng trái lại, các vị đó không đóng được cái vai trò mình là rường cột, bởi vì cái rường cột đó nó nằm một nơi quá thấp ngồi xã hội chăng. Thật sự, mà cái tôi của người khô bèn hay học giả rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, nhất là dễ bị lời tâm bốc mua chuộc, dễ bị phe nhóm khắc phục và định hướng. Nên quốc dân không được lợi gì về những nhà khô bèn trong thời đại này là vậy. Tôi bữa nay nói về tất cả các nhà khô bèn, bởi vì tôi thấy bây giờ hôm nay chúng tôi nhìn thấy rằng các ông có tội với quốc gia và dân tộc. Hôm nay quốc dân ở trong nước bao nhiêu bị đau, bao nhiêu cái đau khổ bởi tập đoàn Cộng sản gây ra là bởi những con người khô bèn của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới mà nên. Hôm nay dân tộc Việt Nam mình có một số nhà khô bèn rất giàu kinh nghiệm về khoa học văn chương đầy rẫy, trong lúc những nhóm lớn tài cao học rộng chữ nghĩa đầy mình thì chạy lòng vòng rượu chè tụ tập nhau như những đèn vô thức vô lương tâm. Xin lỗi các người đó, lương tâm cái gì, lương các ông là lương tháng chưa tính nổi lương tâm. Ngày kia tôi lên trên diễn đàn hết đài phát thanh này tới đài, biết bao nhiêu là đài tiếng nói người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và những tờ báo người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, nhưng mà chưa bao giờ có một cái tờ báo có tiếng nói nào có khả năng vì quốc gia dân tộc cả, vì một cái tổ chức lớn nào cả. Tôi là cá nhân không thôi. Tôi biết, tôi đọc tờ báo đó, tôi dịch ra, tôi dịch lại cho quốc dân Việt Nam biết. Chỉ tới đó là hết chấm câu. Chiều về có đừng gói mì tôm ăn. Chứ nói sai là chiều về chiều uống nước lã rồi. Thật sự, họ là giới có trách nhiệm, có khả năng định hướng một dân tộc về một cái tương lai huy hoàng nào đó. Nhưng thay vì thế thì họ lại quay sen đánh pha, chống chọi. Nếu thấy ai đảm nhận việc lớn hay làm lãnh đạo lớn hơn mình, hiện tại chưa có một nhóm nào mà có được cấp 3 đến 3 nhà khô bản ngồi làm việc hay chung định hướng về một cái đề án bổ ích nào để giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, mà ngồi ngài Đức Quốc Công Tổng thống đầu quân của chúng ta. Kể cả các ông tướng ta Việt Nam Cộng Hòa, là vì nếu có cái ông tướng A đến họp thì không có ông tướng B đến đâu. Nó đời nó vậy. Hay là có ông giáo sư C thì sẽ không bao giờ có ông giáo sư D đến họp đâu. Bởi vì nếu mà họ gặp nhau một cái là chết. Mình không hiểu tại sao. Bởi vì cái tôi của các quý vị thật sự đặt không đúng chỗ. Rất buồn thay, và cái thời gian dần cúp đi các vị đó, cái gọi là rường cột đó của đất nước đó là họ cúp hết rồi. Những cái gì mà cái nhà khô bản ngày xưa ở miền Nam mà mang đi qua tị nạn nước ngoài bây giờ hết rồi. Bây giờ còn những cái số trẻ sau này lớn lên thờ, có nhiều người nó nói tiếng Việt không rành nữa sao? Khổ như vậy. Rồi có nhiều người còn biện minh rằng là hãy giúp độc tài Cộng sản nó giàu sang lên rồi dựa vào đó sẽ thay đổi cái tư duy chính sách chính trị của họ luôn. Lầm to. Cho nên tôi mới nói là các nhà khô bản thì sao các ông phát biểu một cách mu ngu ngại dại dột quá vậy? Các ông đem con cọp mà các ông nói là con cọp nó đứng ở dưới đất, tại vì nó ác quá, nó đứng ở dưới đất cho nên nó mới có móng vuốt đồ. Chứ thật ra nếu mà nó có hai cánh nó bay lên trên đó thì nó sẽ không bao giờ còn ác nữa, còn ăn thịt đầm loại hay là ăn thịt muôn loài nữa. Sai lầm cái chỗ đó. Trời ơi, cho con cọp nó mọc thêm hai cánh nữa là nó còn nó lên tới thiên đình nó ăn tươi tươi nuốt sống ông Phật hay là thượng đế luôn là khác. Nghe không? Tập đoàn Cộng sản bây giờ nếu mà cho nó giàu sang, nó mua vũ khí nguyên tử, nó đào hầm bí mật sâu hơn nữa. Chứ không phải là chỉ hầm bí mật thôn liền thôn xã liền xã như là Củ Chi đâu, năm xưa đâu. Cho nên cái lý luận sai lầm của tuổi trẻ ngày hôm nay cứ nói vậy.
hãy cố gắng giúp đỡ cho việc cộng sản này, cho nó giàu lên rồi tự nó thay đổi tư duy ông gia nó. Hãy nói với con cọp đi, nếu mà tao cho mày hai cánh mày có hiền từ không, nói nó này nó trả lời không. Mà huống chi là tập đoàn cộng sản nó còn ác hơn con cọp nữa. Cho nó già sen đi, nó mua hết tất cả vũ khí nguyên tử về, nó đặt từ Hà Nội tới Sài Gòn. Và ở bên trong nó sắc người dân như nó bầm, giống như là nó bầm tương, bầm ớt này. Có thằng nào dám lúc đó đụng đậy gì tới chúng nó. Khi con cọp mà nó có hai cái cánh rầu, nó bay lên không gian, nó gom hết tất cả các vị tinh tú ở trên trời, nó ngồi, nó ăn sống luôn. Chứ đừng có nói rằng là cho nó giàu sen, nó thoải mái thì nó sẽ hiền từ. Quý vị nên nhớ, nước là lỏng, mà lửa thì nóng. Quý vị không có khả năng mà biến lửa mà thành nguội được đâu. Thấy chưa? Cho nên tôi luôn mới nói là cái bọn trí thức khô bán hôm nay là cái bọn đáng trách nhất mà người xưa có nói là bọn trí thức yếu đuối, kém hèn trước cái cảnh vấp phá gia vong, ích kỷ nhỏ mọn không bằng cái bã của ngoài xã hội. Cho nên chúng tôi đối diện khá nhiều chiến tiến trong tuyên truyền của cộng sản, trong lại các bộ kênh tỷ viên, trong lại các tiếng nói người Việt quốc gia bị cộng sản mua chuộc, trong lại cái tình hữu chiến hữu đâm sau lưng, trong lại những cái quân thù không chiến tiến, những bọn thờ ơ vô trách nhiệm, những bọn chờ nước đục tha cầu. Chúng tôi ở nước ngoài có nhiều cái chiến tiến thì dễ đánh dễ đập lắm, nhưng có nhiều cái mà không có chiến tiến mà quân thù mà độc hiểm nhất là ở ngay cái chỗ mà quân thù không có chiến tiến đó, thưa quý vị. Thật sự, kính thưa quý vị, là chúng tôi hãy quyết tâm thêm nữa. Quốc dân Việt Nam hãy cố gắng quyết tâm thêm nữa, bảo vệ Đức Quốc Công, nhất định bảo vệ Đức Quốc Công, bảo vệ cái lý tưởng và phương sách của Ngài. Bởi vì dọc theo tiểu sử của Ngài cho ta thấy, chỉ có Ngài mới có đủ tài đức lãnh đạo để tam Việt Nam Cộng Hòa và giải thể được tà quyền cộng sản mà thôi. Cho đến tới ngày hôm nay, chưa bao giờ có một cá nhân nào, tổ chức nào mà có được một tờ giấy mà công quyền hay nhân sĩ của Hoa Kỳ hay là chính quyền của Hoa Kỳ gỡ công hàm đó, hứa vàng hứa ngọc cho bằng đệ tam Việt Nam Cộng Hòa rồi. Nếu quý vị đã nhận thấy cái điều đó, vì quốc gia dân tộc trên hết, quý vị cần thiết nên trở lại với đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để cùng nhau hoạt định lập ra cái sách lược để giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam mà không cần can vào chiến tranh. Quý vị nên nhớ một điều, có một điều chúng tôi cần phải lặp lại. Cái đáng trách của quý vị khi mà quý vị vào một tổ chức, quý vị ở nhà chuẩn bị mang gánh gồng cho nó hết cái bao bố hiểu biết này tới bao bố hiểu biết nọ, rồi gánh vô tới cái cuộc họp của một cái đảng phái mà người ta mời mình tham dự, rồi tới đó tung ra cái hiểu biết của mình cho nó như một lớp sương mù dày đặc trong phòng họp. Nhưng mà nó chỉ tới đó cái nó hết. Bởi vì trong phòng họp người ta đang bàn luận về cái chiếc tàu hỏ dài như vô tận đến nằm ở trên hai cái cây đường sắt chạy êm đềm tới mục đích. Còn ông hiểu biết á, ông mang cả một chiếc xe BMW mới tôn có bốn bánh bằng hơi rồi chạy bon bon trên highway. Nó khác biệt cái chỗ đó. Ông đến cuộc họp, ông tìm đủ một cách, ông biến cuộc họp nó phải đi qua chiếc xe BMW của ông. Nhưng mà ngược lại, cuộc họp đã diễn ra bằng cái chiếc tàu hỏa trên đường gầy của tàu hỏa, chứ không phải là bằng chiếc BMW chạy trên đường highway. Hai lý tưởng đó nó xung đột lẫn nhau mãi mãi từ ngày nào cho đến tới bây giờ. Hệ mẫu là có cuộc họp là cái tình huống nó tương tự như thế nó xảy ra. Một người nói chuyện về BMW, một người nói chuyện về chiếc tàu hỏa, rồi không chia sớt ngọt xỉa bùi lẫn nhau thì chọn lẫn nhau. Lúc nào cũng mang tới cuộc họp là một ly nước đầy hiểu biết, đầy tràn hiểu biết, rồi đến tới cuộc họp một giọt sương nhẹ nhàng cũng không đủ để mà nó chứa đựng. Rồi lúc đó gì? Ly giọt nước buồn nhẹ nhàng làm tràn ly. Người ta cái chỉ than một hạt sương buồn làm tràn ly. Tràn ly thì sao? Lai lén,
rồi chia tay nhau, về nhà khẩu chiến bút chiến lẫn nhau, rồi nhắm mắt chia tay cuộc đời. Vậy tôi hỏi cái ông có thật sự là hiểu biết không? Tôi hỏi cái câu này sự thật. Khô bạn vấn đề bằng cấp quý vị là có khả năng là vén mây trời ôm bóng nghiệt luôn, cái đó không? Nhưng mà cái hiểu biết của các ông có không? Tôi muốn hỏi sự thật đến tất cả các vị tự cho mình là hiểu biết đó. Tôi hỏi các ông có sự thật, các ông có hiểu biết không? Chúng ta nên bảo vệ Đức Quốc Công, bảo vệ cái lý tưởng và cái phương sách của Ngài. Bởi vì dọc theo tiểu sử của Ngài cho chúng ta thấy, chỉ có Ngài mới đủ đức hạnh lãnh đạo Đại Tăng Việt Nam Cộng Hòa và giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Thời gian khá dài và bi thương đã nói lên được Ngài là ai rồi. Nếu Ngài không phải chính là đấng anh minh để cứu nguy dân tộc với một cái lý tưởng siêu việt, thì Ngài đã ngã vị từ lâu như các vị khô bạn kia rồi. Mà sự thật là vậy đó. Ngài trải qua hết biết bao nhiêu cái ải khổ của cuộc đời, nhưng Ngài thành công. Thật sự ở trên đời này, quý vị nhớ, ở nước Mỹ là một đồng còn muốn kiếm thêm 5 cách nữa để bỏ túi. Huống chi những con người mà tự khô bạn mà dám có khả năng là dùng đồng tiền riêng tư của mình đang trên đà phát triển mà bán hết để dùng đồng tiền của mình mà lo cho đại cuộc, lo cho người tị nạn khắp nơi ở tại Đông Nam Á. Chưa bao giờ dám đâu nha. Và chưa có một ông nhân sĩ nào có khả năng vì mình giống như đu dép cho quốc gia Việt Nam mà đâu. Chờ đụng tới cộng lông chân của các nhà khô bạn đó là nó chửi đêm chửi ngày luôn. Nhưng mà Ngài Đức Quốc Công thì khác. Khi Ngài thành công trên mọi thương trường rồi, Ngài bán hết tất cả những đồ đạc của Ngài. Ngài đem cái số tiền giúp đỡ cho tất cả mười mấy trại tị nạn khắp nơi tại Đông Nam Á. Và xây lại bao nhiêu cái tượng đài và lập nên cái tụ nghĩa đường. Gọi là căn cứ quân sự của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Là đồng tiền riêng tư của Ngài không đó. Hỏi thử các bậc học giả học sĩ có người nào có khả năng làm được điều đó. Hôm nay, xin lỗi, xin phép mời quý vị nữa nhé. Thời gian khá dài và bi thương đã nói lên được Ngài là ai. Nếu Ngài không chính sự thật là một đấng minh quân để cứu nguy dân tộc. Nếu Ngài là các bậc học giả học sĩ kia thì Ngài ắt hẳn cũng như các bậc học giả học sĩ kia. Tôi thưa nhờ, tôi nói rồi như thế đó để cho quý vị nhận diện. Chúng ta nên thúc giục lòng dân mau sớm nhận diện Ngài là ai để tự tin dân thân vào chính phủ, phò tá phục vụ cùng Ngài sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam mà không cần kèm qua chiến sự. Để trả lời câu hỏi tại sao quốc dân ủng hộ Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Danh Ngài Đức Quốc Công và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã được nhắc đến khắp nơi trên môi trường quốc tế, trên hàng trăm tờ báo Anh ngữ của ngôi quốc. Ngài đã chiến thắng trên tòa án môi trường quốc tế tới 38.000 tỷ US vào ngày 14 tháng 4 năm 2021. Mà những tiếng nói báo chí Việt Nam không một người nào, không một tờ báo nào dám nói một lời tích cực ủng hộ để cho phong trào đấu tranh của quốc dân mau chóng lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Tại sao? Tại vì những cái tờ báo của người Việt quốc gia khắp nơi trên thế giới bị nói chuyện, viết chuyện là phải theo cái hóa đơn đặt hàng trước, chứ không dám tự mình nói lên sự thật đâu. Nếu mà tự mình nói lên tối về chỉ uống nước lá mà ngủ. Nhìn theo hết tất cả các bạn đài, rồi những con người họ sao chọn lẫn nhau, chiếm địa bàn làm việc, chọn lẫn nhau đánh tối nay. Người Cộng sản nó đứng nó quan hô vậy nè. Tại người Việt quốc gia của mình, chứ không phải là tại ai cả đâu quý vị. Hãy tự nhận cái trách nhiệm, cái khuyết điểm đó mà làm nên sự đó.
Nhưng mà cái đau khổ nhất là ai cũng có cái lỗi hết á, ai cũng có cái lỗi hết, biết không? Nhưng mà những cái con người mà gọi là khô bán á, không bao giờ biết cái lỗi của mình, hoặc không bao giờ biết được lỗi đi chăng nữa cũng không có khả năng quay trở lại. Tại sao? Nhục. Nhưng mà những cái con người khô bán không bao giờ biết là khi mà một đại hùng binh, nên xin lỗi, một ông đại tướng, không phải là suốt thời gian là thành công không đâu. Khi mà một phi ngựa ra chiến trường cũng phải dấp té, ngã ngựa. Nhưng mà cái hay của các vị đại anh hùng là thông lên ngựa, phi tới mục đích. Cái chỗ đó mới gọi là anh hùng trên anh hùng. Chứ không phải là té ngựa cái ngày hôm nay là tất cả các bậc học giả học sĩ mà té ngựa một phát đó hả? Té luôn. Lên ngựa trở lại phi tiếp, nhục. Họ nghĩ như thế đó cho là nhục. Nhưng mà các vị đại hùng dân tộc không phải là té ngựa, mà té ngựa biết trở lên lưng ngựa và tiếp tục chạy tới mục đích. Đó mới là anh hùng trên anh hùng. Mà các bậc học sĩ ngày hôm nay học chưa tới cái câu đó. Mà các bậc học sĩ cũng chưa bao giờ học tới được cái câu là đại nhân bất nhục hạ quân. Họ không bao giờ biết. Họ nói là họ là một người đại nhân, là người hiểu biết, là phải là học những cái trí tuệ cao siêu hơn nữa, chứ không bao giờ chấp nhận cúi đầu xuống để học bất cứ một câu gì cho dù nó hay hơn mình. Cái thói hèn của người hiểu biết là vậy, là cái chỗ đó. Tại sao thế? Tại vì họ bị cộng sản mua chuộc hết, và khi nói và viết gì thì phải theo đơn đặt trước, là phải nói và viết theo những gì, nếu không thì chiều hôm đó không có một gói mì đỡ lòng. Cho đến hôm nay chưa có một hội đoàn, một chính phủ hay cá nhân nào của người Việt tị nạn mà có được người dân và quốc tế ủng hộ áp đảo so với cái tên đầu sọ cộng sản Việt Nam, làm cho đảng cộng sản mất ăn mất ngủ, lo lắng đêm ngày không biết nơi nào có thể hạ cánh an toàn cho chúng mai sau. Cho nên tập đoàn cộng sản hãy lưu ý cái chỗ đó, rồi ngày mai đây quý vị không có cái ngõ nào quý vị có thể hạ cánh an toàn đâu. Quý vị đừng có nói là hạ cánh an toàn qua Bắc Kinh, Bắc Kinh đang còn đang nợ Đức Quốc Công 38.000 tỷ đó nha. Cho nên quý vị đừng có ngạo mạn. Tên Tập Cận Bình còn nợ chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa 38.000 tỷ đó. Liệu là các bọn đầu sọ cộng sản Việt Nam mà nghĩ rằng là hạ cánh tại Bắc Kinh sẽ an toàn? Hơn thế nữa, ngài Đức Quốc Công có một cái tiểu sử rất minh bạch và rõ ràng theo từng thời gian. Tiểu sử của ngài Đức Quốc Công làm cho các học sĩ trong cái thời đại này ganh tị mãi mãi, làm cho bọn cộng sản mất mặt, điêu đứng, ra lệnh cho đàn em bôi bác lung tung, nhưng cũng không sao, chặn đứng được cái người Việt ủng hộ ngài càng ngày càng nhiều, nhiệt độ càng mạnh và nâng cao rõ ý chí chống cộng phân minh. Cho quý vị so sánh như thế này: ngày xưa Tây Bá Vương Hạng Vũ một mình địch với hàng vạn quân của Hán Vương Lưu Bang, nhưng dẫu sao cái Hạng Vũ vẫn còn đứng trên cái mảnh đất của quê hương mình. Trước đó cũng có hàng bao tướng tá, phò tá. Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân một thân một mình mà quyết tâm lập nên một Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa giữa lòng thành phố gió tanh mưa máu của người Việt tị nạn cộng sản, giữa bọn cán bộ xã ấp sinh sống. Đây nói là cái quyết tâm như tuyệt đối với lòng quả cảm, với một tình yêu thương rộng lớn, đức độ vẹn toàn, làm kim chỉ nam trên con đường cô đơn dân thân giải thể tà quyền cộng sản của ngài Đức Quốc Công. Không có cách nào khác hơn, ngài là một thiên sứ. Không có cách nào nói khác hơn, ngài là một thiên sứ. Đúng hơn, ngài đang lãnh đạo một chánh phái chống lại một cái tà phái, đó là bọn cộng Việt Cộng và Tàu Cộng trong cái thời Hạ Nhương này. Chúng tôi có niềm tin nếu chúng ta tiếp tục gìn giữ cái quyết tâm như nhịp độ này của hôm nay thì Tàu quyền Việt Cộng và Tàu Cộng sẽ được giải thể thanh bình, trong thanh bình.
Không có hội đồng chính phủ hoặc một cá nhân nào làm nên được gì hoặc có được sự ủng hộ từ Liên Hợp Quốc và quốc tế, hay đã từng song hành cùng làm việc với chính phủ Hoa Kỳ như ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đang làm đâu. Quốc dân Việt Nam hãy yên tâm, chế độ Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ giải thể trong một cái thanh bình, giải thể mà chúng nó còn đang ngủ ngay. Xác lệnh lại một lần nữa ban ra, nghĩa là Ngài đang thôi thúc chúng ta hãy mau lên, vì ngày về đang quá gần rồi. Mà bộ nội các của chính phủ chưa đầy đủ như thế này thì làm sao điều hành đất nước? Chúng ta nên là thành viên trong chính phủ, nỗ lực thêm nữa, cổ động phát lên cái phong trào chiêu mộ hiện tại giúp nước, đặc biệt là nhân lực ở trong nước. Quý đại biểu trong quốc hội nên lưu ý điều này. Đây là cái cơ hội cho ai muốn vì quốc gia dân tộc, muôn dân thần, cứu lấy sơn hà, muốn làm phần trách nhiệm thiêng liêng của mình cho đất nước. Đây là cơ hội và thời điểm. Rồi, ngày mai đây, quý vị nhìn thấy ánh trời hồng rực sáng trời đông. Tất cả các đại biểu trong Quốc hội khóa 1 hãy cố gắng và vận tải tin tức ngay chính khách của Hoa Kỳ ghé thăm Việt Nam để cho quốc dân, đặc biệt là phái nữ trong nước, để biểu lộ sự sách nhiễu của bọn Cộng sản Việt Nam trên đường phố vừa qua, cùng nhau xuống đường đòi hỏi quyền căn bản tự do tự quyết của mình. Đây là cơ hội và cái dịp tốt cho người Việt nói lên cái tiếng nói sự thật của mình. Xin đừng quá sợ hãi qua ranh giới không cần thiết nữa. Hãy nhìn dân tộc đôi kém của nước Cuba hôm nay. Tiếng nói của họ, dân tộc Cuba được lắng nghe khắp hòn vũ, động đến cái quả tim của các giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ. Dân tộc Cuba lúc này, hơn lúc nào hết, tràn đầy hy vọng giải thể tà quyền cộng sản của Cuba. Quốc dân Việt Nam chúng ta cũng phải như thế. Chúng ta không nên tự vẽ con ma và tự nhét lấy mình, mà hãy quyết tâm bước tới. Người hôm nay ra đi, người mai sau vẫn cứ đi. Hãy tin tưởng chúng ta chiến thắng Việt Cộng và Tàu Cộng. Đừng bao giờ bắt đầu cái câu là không có thể, mà hãy bắt đầu là có thể, mọi thứ rồi sẽ được an bài. Đừng bao giờ đóng vai trò mình là một người hiểu biết nữa, chẳng làm ích lợi gì cả. Chiếc tàu hỏa đã có sẵn ở trên đường gầy rồi, cứ cùng nhau lên trên đó và đi tới mục đích. Dù mình có chiếc BMW mới tối tân đi chăng nữa, hãy để nó ở nhà cho vợ cho con nó dùng. Vào đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đừng bao giờ mang cái hiểu biết như ly nước quá đầy, một giọt sương mai cũng bị tràn ra, rất là đáng tiếc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Mời quý vị uống nước. Chào Trung Nguyên, chào Vinh Tân Lê.
Chào Lê Tung. Chào Quang Hoàng. Chào vị.